Rất vui khi được gặp lại anh chị và các bạn đã đến với kênh giá heo hơi 24 giờ hôm nay. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường giá heo hàng ngày tại Việt Nam. Các bạn nhớ bấm đăng ký kênh để luôn cập nhật những video mới nhất từ chương trình của chúng tôi. Sau đây là bản tin chi tiết, sau đây là bản tin chi tiết, dự báo giá heo hơi ngày mùng 2 tháng 4 năm 2022, giá heo tiếp tục tăng nhưng người nuôi vẫn lỗ. Nghi nhận giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung đồng loạt đi ngang trong khi miền Nam tiếp tục tăng 2.000 đồng trên kg so với hôm qua. Hiện giá heo hơi được thu mua trong khoảng 51.000 đến 57.000 đồng trên kg. Giá heo hơi tại miền Bắc. Cụ thể, tại tỉnh Hưng Yên giá heo hơi được thu mua với mức 57.000 đồng trên kg. Tại tỉnh Bắc Giang, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc giá heo hơi ở mức 55.000 đến 56.000 đồng trên kg. Còn tại tỉnh Lào Cai, Hòa Bình, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Nội, Thái Nguyên, Ninh Bình, Hà Nam, Thái Bình, Nam Định giá heo hơi ở mức 52.000 đến 54.000 đồng trên kg. Như vậy, giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc đang giao động trong khoảng từ 52.000 đến 57.000 đồng trên kg. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, so với cùng kỳ năm 2021, hiện nay giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi đã tăng hơn 35%, đẩy giá cám thành phẩm trong nước tăng trên 20%. Bà Hà Thị Thúy, chăn nuôi heo tại Phương Định chia sẻ, năm 2021, Trước sự tăng giá chóng mặt của thức ăn chăn nuôi và sự tuột dốc không phanh của giá lợn hơi, gia đình bà đã bị thua lỗ hàng trăm triệu đồng. Với giá thức ăn chăn nuôi tăng cao, trong khi giá heo hơi lại tuột mất điểm hòa vốn, 60.000 đồng trên kg, hiện nay cứ mỗi con heo bán ra gia đình tôi lỗ từ 1,2 đến 1,5 triệu đồng, dù đã nỗ lực cắt giảm chi phí điện, nước, nhân công, bà Thúy buồn Dầu chia sẻ. Còn theo ông Nguyễn Văn Thành, công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Đô Nghệ An, doanh nghiệp tự sản xuất được thức ăn chăn nuôi còn đỡ, chứ nông dân mua cám nuôi là lỗ liền xiềng. Trong khi đó, dự báo giá thức ăn chăn nuôi rất khó có cơ hội hạ nhiệt bởi hiện nay, xung đột Nga, Ukraine khiến giá xăng dầu, cước vận tải tăng đẩy giá nguyên liệu tăng theo. Giá heo hơi tại miền Trung, Tây Nguyên. Cụ thể, tại tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận giá heo hơi ở mức 54.000 đồng trên kg. Tại tỉnh Nghệ An, Đắk Lắk, Bình Định giá heo hơi được thu mua với mức 53.000 đồng trên kg. Còn tại tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình giá heo hơi ở mức 51.000 đồng trên kg và 52.000 đồng trên kg. Như vậy, giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên đang giao động trong khoảng từ 51.000 đến 54.000 đồng trên kg. Giá heo hơi tại miền Nam. Cụ thể, tại tỉnh Tiền Giang giá heo hơi báo tăng 2.000 đồng trên kg lên mức 55.000 đồng trên kg. Các địa phương còn lại không thay đổi. Tại tỉnh Hậu Giang, Bến Tre, Sóc Trăng, Cà Mau giá heo hơi được thu mua với mức 55.000 đồng trên kg. Tại tỉnh Bình Phước, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Long An, An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Kiên Giang, Bình Dương, Bà Rịa, Vũng Tàu, Trà Vinh, Bạc Liêu giá heo hơi ở mức 53.000 đến 54.000 đồng trên kg. Còn tại tỉnh Đồng Tháp giá heo hơi đang ở mức thấp nhất toàn miền 52.000 đồng trên kg. Như vậy giá heo hơi hôm nay tại miền Nam giao động trong khoảng từ 52.000 đến 55.000 đồng trên kg. Theo thống kê của Tri Cục Chăn Nuôi, Thú Y và Thủy Sản tỉnh, hiện nay trên địa bàn tỉnh có khoảng 80.000 con heo. Tốc độ tái đàn của người dân rất chậm từ sau Tết Nguyên đán nhâm dần năm 2022 đến nay. Nguyên nhân, chi phí đầu tư chăn nuôi ngày càng cao nhưng giá bán heo thịt lại thấp nên người chăn nuôi bị thua lỗ. Bên cạnh đó, bệnh dịch tả heo châu Phi xuất hiện trở lại cũng khiến người dân không mặn mà với việc tái đàn. Tại huyện Tân Hưng, mặc dù từ đầu năm 2022 đến nay, bệnh dịch tả heo châu Phi không xuất hiện nhưng người dân vẫn ngại tái đàn. Thông tin từ Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Tân Hưng, hiện toàn huyện có khoảng 260 hộ chăn nuôi với khoảng 5.400 con heo các loại. Trong đó, đa số là các hộ chăn nuôi nhỏ, lẻ, có quy mô chăn nuôi từ 50 con trở xuống. Thời gian qua, người dân ngại tái đàn do lo ngại dịch bệnh và thiếu vốn. Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay ở ba miền đi ngang tại nhiều nơi. Hiện tại, giá khảo sát ở các tỉnh thành giao động trong khoảng 51.000 dịch tả heo châu Phi 57.000 đồng trên kg. Doanh nghiệp lớn đầu tư chăn nuôi an toàn sinh học. Số đông chuyên gia đánh giá, ngành chăn nuôi Nghệ An đang chuyển dịch đúng hướng theo hướng giảm dần hình thức nhỏ lẻ, phân tán sang chăn nuôi trang trại tập trung. Từng bước chuyển từ vùng đồng bằng, nơi có mật độ dân số cao lên khu vực miền núi, nơi mật độ dân số thấp lại có quỹ đất rộng, vừa đảm bảo phát triển kinh tế lại hạn chế nguy cơ tác động môi trường. Kết quả mang lại cho thấy sự khác biệt, tốc độ tăng trưởng và giá trị sản xuất ngành chăn nuôi Nghệ An liên tục tăng qua các năm, năm 2021 đạt 5,76%. Tỷ trọng chăn nuôi trong nông nghiệp thuần tăng khá, năm 2021 đạt 47,94%. Qua đó đưa chăn nuôi trở thành ngành sản xuất chính trong cơ cấu toàn ngành nông nghiệp. Tiết giảm tối đa chi phí đầu tư trong chăn nuôi. Ông Trịnh Hùng Cường, Chi cục Phó Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang cho biết, thức ăn chăn nuôi tăng giá không chỉ tác động đến người nuôi heo mà cả chăn nuôi gia súc, gia cầm. Hiện nay để tiết giảm chi phí, bộ khuyến cáo người dân tăng cường phòng, chống dịch bệnh, giảm thiểu rủi ro. Lực lượng thú y cơ sở đang tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân chăn nuôi đảm bảo an toàn sinh học, hạn chế tối đa rủi ro dịch bệnh để duy trì, bảo vệ an toàn cho đàn vật nuôi. Trong hội nghị thúc đẩy phát triển chăn nuôi heo và tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh thức ăn chăn nuôi mới đây, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến đề nghị, trước khó khăn, thách thức thì nhà nước, doanh nghiệp, trang trại, hộ nông dân cần gắn bó, chia sẻ với nhau để tạo sức mạnh chung. Rất mong các doanh nghiệp không vội tăng giá để chia sẻ cùng người chăn nuôi. Thứ trưởng cũng đề nghị các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp chặt chẽ với các địa phương thực hiện đồng bộ giải pháp để tiếp tục phát triển các chuỗi liên kết trong chăn nuôi, giết mổ, chế biến và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi trong nước, phục vụ xuất khẩu. Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư công nghệ, sản xuất các loại chế phẩm sinh học làm nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, thay thế nguồn nguyên liệu nhập khẩu, sử dụng hiệu quả các nguyên phụ liệu có sẵn tại địa phương. Thành phố Hồ Chí Minh, giá thịt heo bình ổn dự kiến tăng 2 đến 3,5% ngày 1 tháng 4 tới, theo kế hoạch, thành phố Hồ Chí Minh sẽ cho điều chỉnh giá cả hàng hóa của các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn giá năm nay. Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ công bố mức tăng tùy thuộc vào từng doanh nghiệp đăng ký trong hôm nay 29 tháng 3. Các mặt hàng dự kiến điều chỉnh tăng là thịt heo, bò, gà, vịt, trứng da cầm. Riêng thịt heo, giá tham gia bình ổn dự kiến tăng 2 đến 3,5%. Theo Sở Công Thương, các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn giá năm 2022 được hưởng 5 quyền lợi cơ bản. Cụ thể, quyền sử dụng logo, thương hiệu của chương trình này để khai thác trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đây là thương hiệu có uy tín để người tiêu dùng tin tưởng. Ngoài ra, các doanh nghiệp bình ổn giá sẽ được tạo mọi điều kiện thuận lợi tham gia các gói hỗ trợ chính thức từ thành phố Hồ Chí Minh như kích cầu tiêu dùng, kết nối tháo gỡ vướng mắc, khó khăn. Doanh nghiệp cũng được ưu tiên tham gia các mức tín dụng, lãi suất ưu đãi tốt hơn so với các doanh nghiệp khác trên thị trường. Phát triển vùng nguyên liệu để giảm giá thức ăn chăn nuôi, để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của ngành chăn nuôi, nhất là chăn nuôi heo và gia cầm trong những năm qua, ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi công nghiệp của nước ta đã không ngừng phát triển. Chăn nuôi an toàn sinh học giải bài toán giá vật tư chăn nuôi tăng cao. Từ 26 đến 28 tháng 3 tại Ninh Bình, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với FAO tổ chức lớp tập huấn thực hành tốt và an toàn sinh học trong chăn nuôi heo sinh sản. Lớp tập huấn được tổ chức tại Trung tâm Khuyến nông, Khuyến lâm, Khuyến ngư Ninh Bình với sự tham gia của 21 học viên là cán bộ khuyến nông, cán bộ chuyên môn, cộng tác viên khuyến nông tại các huyện, xã. Trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, hiện nay trên địa bàn cả nước nhu cầu tái đàn và sử dụng sản phẩm động vật tăng cao nên tiềm ẩn nguy cơ vận chuyển kinh doanh động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ để bảo đảm nguồn thực phẩm sạch cho người tiêu dùng thủ đô ngành nông nghiệp hà nội đang phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát sản phẩm động vật lưu thông trên thị trường để bảo đảm công tác phòng dịch và an toàn thực phẩm trạm phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra chặt chẽ việc vận chuyển lợn về giết mổ tại cơ sở trên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các doanh nghiệp không tăng giá thức ăn chăn nuôi. Tại hội nghị trực tuyến bàn giải pháp thúc đẩy phát triển chăn nuôi heo và tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi diễn ra ngày 18 tháng 3, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến đề nghị các doanh nghiệp sản xuất không tăng giá thức ăn chăn nuôi. Trước mỗi khó khăn, thách thức thì hệ sinh thái nhà nước, doanh nghiệp, trang trại, hộ nông dân cần gắn bó, chia sẻ với nhau để tạo sức mạnh chung rất mong các doanh nghiệp không vội tăng giá để chia sẻ cùng người chăn nuôi. Bà Hạ Thúy Hạnh, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cho biết, hiện nay, lĩnh vực chăn nuôi đang đối diện với rất nhiều khó khăn nhất là giá các loại vật tư đầu vào, thức ăn chăn nuôi tăng cao, trong khi giá bán sản phẩm chăn nuôi không tăng. Bên cạnh đó, dịch tả lợn châu Phi trên đàn lợn vẫn diễn biến hết sức phức tạp và chưa có vaccine đặc trị, gây thiệt hại rất lớn cho người sản xuất, gián đoạn đà tăng trưởng chăn nuôi của nhiều tỉnh thành trong cả nước. Vừa rồi là bản cập nhật thông tin chi tiết giá heo hơi ngày mùng 2 tháng 4 năm 2022 được đăng tải trên kênh Giá heo 24 giờ. Cảm ơn các bạn đã xem video và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.